nay trời trong lành quá các bạn, mình chạy ra đây tập thể dục. 22 nổi trưng các bạn, không biết cảm giác chạy xe độ rồi như thế nào các bạn. Chạy con xe diên hoài chán quá. Dưới xe chạy theo các bạn ơi. Dưới theo nó các bạn ơi. Dưới theo nó ơi. Má nghe chạy lẹ quá. Tao mất tiêu rồi các bạn ơi. Ê nó kìa nó kìa nó kìa. Duyên làm gì vậy bạn? Duyên bạn ơi, bạn hỏi chứ. Trời ơi, Duyên chạy không? Duyên chạy lẹ dữ hả? Thử cái không? Thử một cái. Rồi, rồi. Rồi bạn, chạy trước kìa. Đi trong đi giờ thử. Rồi, đây. Thử dưới xe này cái các bạn ơi. Ok nha, giờ thử dưới xe Duyên cái nha các bạn. Thử thôi nha, chứ không có ăn thua vậy nha. Ừ. Nghe bô mà nó mà sẽ gì cái gì cũng biết nữa. Rồi chưa, rồi 3 tiếng còi nha. Rồi, mày cứ còi đi. Nó chạy dữ vậy trời. Đây chào bạn, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một con Satya F150. Ok các bạn, hôm nay mình đến từ team vlog thầy Giáo Lũ. Thì mình muốn review con xe Satya F150 của bạn đến từ Long An. Thì các bạn nhìn tổng thể ở ngoài vào và từ trên xuống thì các bạn có thể thấy là một cùm RCS19. Cùm RCS19 này được biết là bạn chủ đã mua 2-3 năm gì đó. Và ngày xưa mua là 5.6 triệu. Bạn ấy đi kết hợp với cộng dây dầu heo, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh. Và kết hợp với một con heo zin. Thì cũng được biết là bạn chủ cho biết là con heo zin này xài cũng đã lũ lực rồi. Còn nếu các bạn nào có tiền thì lên con heo Rambo cho cái hiệu năng tốt hơn. Và cái... hiệu năng tốt và cái gì nhỉ? Và tính thẩm mỹ cao hơn. Vì tiếp theo á là bên cạnh đó, bên cùng côn thì các bạn ấy cũng đã không sử dụng côn zin nữa. Sử dụng tay CRG. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy rồi, tay CRG này nó lạ hơn cái dòng hiện giờ đúng không? Cũng không giấu gì các bạn, đây là tay CRG nó dòng này gọi là lấy mịt tiệt. Dòng này nó đã xuất hiện ở đây cũng theo mình biết là cũng khá là lâu rồi và hiện giờ là không còn sản xuất nữa. Và bây giờ chuyển qua dòng tay GB. Thì cái dòng này có tên là CRG Super Box Sporting. Là dòng này là hàng hiếm ngày xưa và nó hồi ngày trước là nó có giá 6.9 triệu thì phải các bạn. Và đặc biệt cái điểm nhấn của cái cùm này, ai có nhìn thấy được cái cùm này nó đốt mình đố các bạn chứ cái điểm đặc biệt là gì? Biết không? Không, mày nói mới biết được chứ mày. Trời, đây các bạn nhìn đây. Đây là một cái chân kính. Một chân kính CNC của TBT các bạn thấy không? Cái chân kính này á các
giá thì xưa bạn chủ nói là 250 luôn các bạn. Cái cùm này với cái chân kính này á thì quá hợp lý rồi. Cho các bạn muốn đi xa thì gắn cái kiến vô thì mình chạy bình thường, còn không có thì mình xài một cái nắp chụp zin thì nó không có chân kiến lên được, mình dễ bị nó vàng à. Đập vào mắt mình á thì mình có thể thấy là hai cái cùm tổ bố luôn. Chiếc xe chia này ngày xưa là ngày trước là bạn chủ mua là 58 triệu, mà sao mình thấy là cái cùm xe chia này á, nó cùm xe chia zin nha, chứ không phải cùm này nha, cùm này cũng gọi ít xe chia zin ha, cái cùm của nó yếu sao Phước. Nó không có cái gì á, nó đơn giản quá. Cái cùm này của chỉ gọi ít, nó hơn chỉ có 20 triệu thôi vậy. 20 triệu à, thì 20 triệu chứ nhiêu. Trời ơi, mà hả, tao nói hả, có bách xin luôn nè, có nút bách xin rồi đó, nút tắt mở động cơ luôn nè, đó có nút tắt mở động cơ luôn, hơn 20 triệu thôi. 20 triệu có hẳn những cái này rồi. Đúng, con này 58 triệu không có hả, 58 bù thêm 20 triệu gắn hai cùm. Trời ơi, rồi sau đó hả bạn, thì người ta thay vì người ta thích chơi ốc titan ha, không, bạn thích chơi ốc inox thôi, nên là đập vô mắt mình là ba con ốc inox, thấy không cũng sắc sảo không kém. Ủa mày làm gì phát? Sorry các bạn, cái này ha, mình quên giới thiệu, cái này á là cái trợ lực ISS, trợ lực cổ, cho cái độ chắc vững cái tay lái, giống như có cái bàn tay để vô kính giữa các bạn à, kìm lại các bạn chạy ok hơn. Cái này bạn chủ chia sẻ là lúc mua là 2.7 triệu, cái có cái bát rồi bạn, có cái bát CNC mua ở chậm tính shop là 350, lắp đặt thì 150 nữa, các bạn thấy không, nó đi hết cổ là dư một khúc luôn nha, này vẫn dư này nha, đó cho cái góc mà hả mình lắc nè, không từ không làm cái cổ mình chắc hơn, không nhẹ nhàng hơn, muốn nhẹ nè, nhẹ hẳn luôn nè, đó rồi tăng chỉnh được luôn hả? Tăng chỉnh được, nó 32 nấc tăng chỉnh nha các bạn. Wow, đó. Thường mình chạy là mà vũ chạy là nấc 3 thôi được rồi. Ủa sao bạn nói bạn đi xe zin mà bạn gắn cái cây trợ lực dưới vậy bạn? Thì đẹp thôi bạn, đẹp. Wow, đen tông sự tông với màu xe luôn các bạn. Đây các bạn, tiếp theo thì bạn chủ có thiết bị có lại cái gọi cắt của mày ra vậy, có lắp đặt thêm một cái cây phục gì đó, và cái phục này trên thị trường giờ có hai dòng các bạn, có cái loại là Isery và G-Sport ha, gọi là G-Sport. Mình nói tiếng Anh cũng không có rành, có gì các bạn cũng thông cảm. Thì cái phục này á, bạn chủ chia sẻ là mua với giá để coi 3.8 triệu, ngày mua đâu đó là khoảng một năm trước rồi, 3.8 triệu. Còn cái thằng dòng Isery á là nó chỉ có 2.8 triệu thì thôi. Cái này nó cũng 32 nấc tăng chỉnh nha các bạn. 32 21 khúc. Sao tao biết. Mình cũng không biết nữa. Tao đi xin 21 hay 32 gì á, mình cũng không rành. Thôi. Bạn chủ chia sẻ là chiếc xe này có vô lọc trụ với kim phun, mở thêm cái cổ. Phải không? Sao tao thấy nhìn cái hạt này như vậy? Cắt. Xe này bạn chủ chia sẻ là bạn thấy có làm bài bô xăng gió nhẹ. Ủa? Vô bô xăng gió nhẹ phải không mày? Sao tao thấy nãy chạy rồi nó mất tiêu luôn mày, mặt bạn chủ mà giấu bài rồi các bạn ơi,
Ông ơi, bạn chủ vũ bài đâu, tao vũ bài mày đó, giỡn mày thôi. Chứ chiếc xe này hả, làm bài từ lúc đầu á, mày cũng thấy chữ Aracer phía trước á, là nó làm bô xăng lửa đó. Mà cái gì mà hả, không có tiền chở bạn gái đi ăn ốc để kiếm vỏ đi đổ á. Cái bán cục Eco, cái qua bên tàu nè, canh bô xăng gió, chạy cũng ok, cũng đã. Nên là bạn ấy muốn chơi tới giờ nè. Còn cái miếng này á, là bạn ấy mod giả viên. Còn hình như nghe đâu mod bên anh Hậu Lâm Ăn Bền nhá. Bô viên rất đẹp nha bạn. Ồ, bô viên rất là đẹp nha các bạn. Bóng lắm. Ủa, cái này cái gì phát? Gì nữa mày? Ủa, này gì mà sao nhìn khác xe tao mày? Cục này cục gì á? Thì... đó con. Cục gì mày? Này hả? Này theo mình được biết bạn chủ là cái này là cái tiêu gắn cho đẹp thôi các bạn. Gắn cho đẹp thôi nha. Gắn cho đẹp thôi. À. Gắn cho đẹp thôi. Gắn cho đẹp thôi nhưng mà được ra cái tiếng mà hả? Như bô tăng. Như bô tăng, để mình mở tiếng cho các bạn nghe nè. Thôi. Ok ok. Quá mở tiếng cho các bạn nghe. Như cái bô tăng. Gắn đẹp thôi nha. Đợi chút ạ. Đi được như nghìn cây rồi. Nè không nói xạo đâu. Chỉ bạn ấy nói thiệt á, mới 14.194 cây thôi đó. Chứ họ chưa tới 15.000 đâu.